Chào mừng các con đã đến với những bài học tiếng Việt lớp 4 cùng với olm.vn. Các con thân mến, chắc hẳn các con đã không còn xa lạ gì với dấu ngoặc kép. Tuy nhiên, tác dụng của dấu ngoặc kép là gì và cách để dùng dấu ngoặc kép trong những bài viết của mình là như thế nào? Hôm nay, cô sẽ giải đáp những thắc mắc của các con thông qua bài học luyện từ và câu dấu ngoặc kép. Bài học của chúng ta hôm nay gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là phần nhận xét, phần thứ hai là phần ghi nhớ và phần thứ ba cô trò chúng ta sẽ cùng luyện tập. Bây giờ, cùng đến với phần đầu tiên của bài học là phần nhận xét. Để nhận diện được dấu ngoặc kép trong văn bản, chúng ta sẽ cùng đến với bài tập đầu tiên. Những từ ngữ và câu đặt trong dấu ngoặc kép dưới đây là lời của ai? Nêu tác dụng của dấu ngoặc kép. Cô mời các con cùng đọc văn bản sau. Đây là một đoạn trích viết về Bác Hồ, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta. Các con hãy đọc kỹ văn bản và tìm ra dấu ngoặc kép được sử dụng trong văn bản này, cũng như xác định xem câu được đặt trong dấu ngoặc kép là lời của ai. Đúng vậy, từ ngữ và câu được đặt trong dấu ngoặc kép là lời của Bác Hồ. Và cũng từ đó, chúng ta có thể rút ra được một tác dụng của việc sử dụng dấu ngoặc kép, đó chính là để đánh dấu những chỗ trích dẫn trực tiếp lời nói của nhân vật. Các con lưu ý một điều như sau. Bên trong dấu ngoặc kép có thể là một từ hay một cụm từ. Chẳng hạn như trong văn bản vừa rồi, chúng ta nhận thấy trong dấu ngoặc kép là những cụm từ như người lính vâng lệnh quốc dân ra trận, đầy tớ trung thành của nhân dân. Trong dấu ngoặc kép cũng có thể là một câu hoặc một đoạn, ví dụ như tôi chỉ có một sự ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Và một điều các con cũng có thể nhận thấy từ văn bản trên, dấu ngoặc kép có khi chỉ đứng độc lập và có khi nó được dùng phối hợp với dấu hai chấm. Vậy bây giờ, các con hãy vận dụng sự hiểu biết của mình để trả lời giúp cô câu hỏi. Khi nào thì dấu ngoặc kép được dùng độc lập và khi nào thì dấu ngoặc kép được dùng phối hợp với dấu hai chấm? Cô mời các con cùng quan sát lại văn bản. Chúng ta có thể thấy được rằng dấu ngoặc kép được dùng độc lập khi lời dẫn trực tiếp chỉ là một từ hoặc một cụm từ. Bên cạnh đó, dấu ngoặc kép được dùng phối hợp với dấu hai chấm khi lời dẫn trực tiếp là một câu trọn vẹn hoặc một đoạn văn. Vậy bên cạnh tác dụng dẫn lời trực tiếp của nhân vật, dấu ngoặc kép còn được sử dụng với tác dụng gì nữa hay không? Cô trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua bài tập thứ 3. Trong khổ thơ sau, từ lâu được dùng với ý nghĩa gì? Dấu ngoặc kép trong trường hợp này được dùng để làm gì? Cô mời các con cùng đọc đoạn thơ sau. Có bạn tắc kè hoa, xây lầu trên cây đa. Rét trời trò đi trốn, đợi ấm trời mới ra. Trong đoạn thơ này, tác giả đã dùng dấu ngoặc kép để đánh dấu từ lâu. Vậy từ lâu ở đây được sử dụng với ý nghĩa gì? Và tại sao tác giả lại sử dụng dấu ngoặc kép trong trường hợp này? Chúng ta có thể nhận thấy ý nghĩa gốc của từ lầu là dùng để chỉ tầng trên của nhà, dùng để chỉ những ngôi nhà cao, to, sang trọng, đẹp đẽ. Vậy tắc kè hoa có thể xây lầu theo nghĩa trên hay không? Thực chất, tắc kè xây tổ trên cây, tổ tắc kè nhỏ bé không phải là cái lầu theo nghĩa của con người. Vậy mà trong đoạn văn này, tác giả đã dùng từ lầu để chỉ cái tổ nhỏ của con tắc kè trên cây. Vậy, dấu ngoặc kép được sử dụng trong trường hợp này có tác dụng như thế nào? Chúng ta có thể thấy được, gọi cái tổ nhỏ của tắc kè là lầu, tác giả đã đề cao giá trị của cái tổ ấy. Đối với tắc kè, chiếc tổ nhỏ này tựa như một cái lầu nguy nga mà tắc kè đã xây dựng được. Dấu ngoặc kép được dùng để đánh dấu từ lầu cho biết từ này đã được dùng với một ý nghĩa đặc biệt. Như vậy,
Thông qua hai bài tập vừa rồi, chúng ta có thể rút ra một ghi nhớ như sau. Dấu ngoặc kép thường được dùng để dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật hoặc người nào đó. Nếu lời nói trực tiếp là một câu trọn vẹn hay một đoạn văn thì trước dấu ngoặc kép ta thường phải thêm dấu hai chấm. Và ghi nhớ thứ hai, dấu ngoặc kép còn được dùng để đánh dấu những từ ngữ được dùng với ý nghĩa đặc biệt. Bây giờ, cô cho chúng ta sẽ cùng áp dụng những ghi nhớ này để giải quyết các bài tập trong phần luyện tập. Cô mời các con đến với bài tập đầu tiên. Tìm lời nói trực tiếp trong đoạn văn sau. Có lần, cô giáo ra cho chúng tôi một đề văn ở lớp. Em đã làm gì để giúp đỡ mẹ? Tôi loay hoay mất một lúc, rồi cầm bút và bắt đầu viết. Em đã nhiều lần giúp đỡ mẹ. Em quét nhà và rửa bát đĩa. Đôi khi, em giặt khăn mùi xoa. Vậy, lời nói trực tiếp trong đoạn văn này là gì các con nhỉ? Cô có một gợi ý như sau. Lời nói trực tiếp được đặt trong dấu ngoặc kép. Trước dấu ngoặc kép, người ta thường phải thêm vào dấu hai chấm. Dựa vào gợi ý này, các con hãy giúp cô xác định lời nói trực tiếp trong đoạn văn này nào. Đúng vậy, trong đoạn văn này, chúng ta nhận thấy có hai lời nói trực tiếp. Đó chính là câu, em đã làm gì để giúp đỡ mẹ? Và lời nói trực tiếp thứ hai là một đoạn văn, em đã nhiều lần giúp đỡ mẹ. Em quét nhà và rửa bát đĩa, đôi khi em giặt khăn mùi xoa. Vừa rồi, chúng ta đã cùng nhau tìm ra lời nói trực tiếp trong một văn bản và những lời nói trực tiếp này đã được đặt ở trong dấu ngoặc kép. Trước những dấu ngoặc kép, chúng ta nhận thấy có sự hiện diện của dấu hai chấm. Và đó là một trong những dấu hiệu giúp các con nhận biết những lời nói trực tiếp trong một văn bản. Có thể các con sẽ đặt ra một câu hỏi. Có thể đặt những lời nói trực tiếp trong đoạn văn ở bài tập 1 xuống dòng sau dấu gạch ngang đầu dòng hay không? Và vì sao? Các con hãy thử suy nghĩ và giúp cô trả lời câu hỏi này nhé! Chúng ta không thể đưa những lời nói trực tiếp trong đoạn văn trên xuống dòng sau dấu gạch ngang đầu dòng là bởi đề bài của cô giáo cũng như câu văn của bạn nhỏ không phải một dạng đối thoại trực tiếp. Chúng ta chỉ có thể trình bày lời nói trực tiếp theo hình thức trên khi những lời nói đó là dạng đối thoại trực tiếp. Các con hãy lưu ý điều này nhé! Bây giờ, cô trò chúng ta sẽ đến với bài tập thứ hai. Em đặt dấu ngoặc kép vào chỗ nào trong các câu sau? Cô có hai đoạn văn như sau. Các con hãy đọc kỹ từng đoạn văn và giúp cô đặt dấu ngoặc kép vào chỗ phù hợp nhé! Chúng ta cùng xem đoạn văn đầu tiên. Cả bầy ong cùng nhau xây tổ, con nào con nấy hết sức tiết kiệm vối vữa. Ở hai câu văn này, chúng ta sẽ đặt dấu ngoặc kép ở từ vối vữa. Bởi vì sao các con nhỉ? Bởi vì từ vối vữa ở đây được sử dụng với một ý nghĩa đặc biệt. Nó không phải là vối vữa những vật liệu xây nhà bình thường, mà nó ám chỉ những vật liệu đặc biệt mà những chú ong sử dụng để xây nên những chiếc tổ của mình. Bởi vậy, chúng ta có thể rút ra được rằng, trong trường hợp này, dấu ngoặc kép được dùng để đánh dấu từ ngữ, được dùng với ý nghĩa đặc biệt. Cùng đến với trường hợp thứ hai. Trong đoạn văn này, chúng ta đặt dấu ngoặc kép ở hai từ, trường thọ và đoàn thọ. Trường thọ có nghĩa là sống lâu và nó có ý nghĩa đối lập với từ đoàn thọ. Tương tự như trường hợp trên, dấu ngoặc kép ở đây cũng được dùng để đánh dấu những từ ngữ được dùng với ý nghĩa đặc biệt. Nó nhấn mạnh sự đối lập và tạo nên tiếng cười cho mỗi chuyện này. Bài tập vừa rồi cũng đã khép lại nội dung bài học của chúng ta ngày hôm nay. Cô hy vọng thông qua bài tập này, các con đã biết được tác dụng của việc sử dụng dấu ngoặc kép trong các đoạn văn. Cảm ơn các con đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các con trong những tiết học sau cùng với OLM nhé!